Ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981, giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Angelina, gọi tắt là Công ty Angelina, ngụ quận 4, cùng 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền, giám đốc Công ty Đất vàng Hoàng gia và Công ty Hoàng Kim Land, tìm mua các thửa đất có diện tích lớn như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ. Sau khi thỏa thuận, Nhung cho ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Tiếp đó, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất. Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa, không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án. Nhưng Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền, dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1:500, với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện nước và tự đặt tên dự án. Tiếp đó, cả hai tìm kiếm thông qua các tổ chức bất động sản cho quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Cơ quan điều tra xác định, Hiền và Nhung cùng đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà. Trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng.